Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình Hồng Phong đến từ Coi 68. Vâng, vậy là một số DeFi Discussion nữa chúng ta có dịp để ngồi lại và trò chuyện với nhau về thị trường crypto cũng như là mảnh ghép DeFi. Và với một nhân vật cũng rất là quen mặt với những bạn nghe podcast thôi. Xin chào Nguyên. Ok, xin chào anh em, xin chào Phong. Thì rất vui khi được có cơ hội để tiếp tục ngồi xuống và nói chuyện về những cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi vào một buổi thứ hai đầu tuần nữa. Và hy vọng là cái podcast DeFi Discussion này nó vẫn đóng vai trò là một cái món ăn tinh thần mang lại nhiều giá trị cho anh em, đặc biệt là trong cái lúc mà thị trường nó đang khá là lưỡng lự ở thời điểm hiện tại. Thì hy vọng là cái podcast tuần này nó vẫn sẽ mang lại những cái góc nhìn nó dài hạn hơn để anh em có thể bình tĩnh và đưa ra những cái quyết định hợp lý trong thời gian sắp tới ha. Ok, và để bắt đầu với số podcast này thì mình sẽ bắt đầu một cách hơi khác một tí. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Chuyện rằng ngày xưa có một người thợ rất là tài hoa, và một ngày ông phát minh ra trò chơi cờ vua và dâng bộ cờ đó lên cho nhà vua. Thì nhà vua vô cùng vui vẻ và quyết định tặng cho người thợ một phần thưởng xứng đáng. Thì khi đó người thợ chỉ xin một phần thưởng là ông đặt một hạt thóc vào ô đầu tiên. Ông nói là một hạt thóc vào đầu tiên thì thần sẽ chỉ xin là hai hạt thóc vào ô thứ hai, 8 hạt thóc vào ô thứ tư, và cứ nhân 2 nhân 2 nhân 2 lên như vậy đến ô cuối cùng, và đó sẽ là cái phần thưởng mà thần muốn nhận được. Và lúc đó thì ông vua hơi dở toán, nhưng mà thì ông vua cuối cùng cũng đồng ý. Và đến lúc mà tính toán ra thì thực ra cái số gạo từ ô thứ nhất đến ô thứ 64 nó là gần như là toàn bộ số gạo trên thế giới. Tức là các bạn cứ tưởng tượng là 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng đến 2 mũ 63, đó là một con số rất là lớn. Vậy thì qua câu chuyện này thì có lẽ những ai tinh ý cũng đã đoán được cái khái niệm mà bọn mình sẽ thảo luận trong cái số DeFi Discussion hôm nay, đó là lãi kép, và cụ thể hơn là lãi kép trong DeFi. Vậy thì Nguyên có thể giải thích một cách gọi là khá là dễ hiểu cho mọi người đang nghe podcast là cái lãi kép trong DeFi nó có sức mạnh như thế nào được không? Thì nếu như mà anh em nào theo dõi những cái blog, những cái bài viết ở nhiều cái trang web truyền thông truyền thống đi, thì chắc cũng đã nghe đến cái khái niệm lãi đơn và lãi kép rồi. Thì lãi đơn hiểu nôm na là nó sẽ chỉ tính lãi ở trên cái phần gốc thôi, còn lãi kép là nó sẽ tính lãi ở trên phần gốc cộng với lại cái phần lãi được tích lũy theo từng giai đoạn. Thì trong cái thị trường DeFi này á, anh em thấy DeFi mà thường thấy cái ký hiệu là ABR thì nó sẽ là cái lãi đơn, và ABI thì nó sẽ là lãi kép. Thì giải thích nó hơi phức tạp, nhưng mà anh em hình dung là nếu như mà cái thời gian tích lũy nó càng ngắn lại á, thì cái sức mạnh của lãi kép nó càng lớn. Thì khi mà anh em cứ cộng dồn cái lãi vào từng thời kỳ á, cộng dồn vào, thì cái lần tăng sau cùng nó sẽ là cái lần mà tăng khủng khiếp nhất. Và mình nghĩ là cái ví dụ ở đầu podcast của Phong thì nó cũng phần nào giúp anh em hình dung được là lãi kép nó có một cái sức mạnh kinh khủng như thế nào rồi ha. Ok, vậy thì nhiều người có những cái ý kiến cho rằng là lãi kép vào năm 2020 á, thì lãi kép chính là cái động lực lớn nhất để thúc đẩy cái thị trường DeFi bùng nổ. Vậy thì Nguyên cũng là một người mà kiểu follow DeFi từ những ngày đầu, thì Nguyên thấy có những cái gương mặt nào đã tận dụng được cái sức mạnh này và bùng nổ trong khoảng thời gian rất là ban đầu, rất là sơ khai của DeFi? Thì anh em nào follow DeFi từ khoảng tháng 10 2020 thì chắc là biết đến cái mô hình farm liquidity của Compound, khởi xướng của Compound, và được phổ cập hóa, được lan rộng đến nhiều người dùng bằng cái sản phẩm là Uniswap. Thì cái mô hình farm này á, anh em hiểu nôm na nó sẽ là một cái lãi đơn thôi, tức là anh em bỏ thanh khoản vào và dự án sẽ trả reward theo cái thời gian mà anh em bỏ tài sản của mình vào các cái pool này. Tuy nhiên là có một cái sản phẩm mà ở cái giai đoạn đầu nó tận dụng rất là hay, và cá nhân mình thấy là nó có một cái giải pháp vô cùng là market fit, tức là nó phù hợp, đó là Yearn Finance. Thì Yearn Finance bản chất họ làm cái gì?
bản chất họ nhận tiền, nhận tài sản của người dùng bỏ vào một cái pool. Sau đó cái pool này sẽ đi farm ở trên Uniswap hoặc là tất cả các sản phẩm DeFi khác. Và cái reward thì họ sẽ không trả ngược thẳng lại cho người dùng, mà nó sẽ được bán ra và nó tiếp tục bỏ ngược vào pool. Thì thay vì anh em nếu như mà đi bản thân mỗi người mà là người đi farm ở trên các Uniswap hoặc là Curve chẳng hạn, thì nó sẽ bị một cái là anh em cần phải đích thân lấy cái reward, lấy cái phần thưởng vừa farm được đi bán ra và đép ngược vào pool, đúng không? Thì như vậy nó sẽ khá là cồng kềnh, bởi vì hầu hết các sản phẩm này ở trên hệ sinh thái của Ethereum thì Ethereum nó phí nó khá là cao. Cái giải pháp mà Jön đề xuất đó là họ sẽ lấy cái phần thưởng này và bán ra theo từng giai đoạn và đép ngược vào pool luôn cho người dùng luôn. Thì người dùng sẽ không phải trực tiếp là người đi thực hiện những cái thao tác bán reward và đép pool như vậy nữa. Thì mình thấy Jön đã đi đầu ở cái mạng này và họ xây dựng được một cái hạ tầng cũng khá là vững chắc. Các cái pool của họ thì ngày càng tích lũy được nhiều tài sản, cái lượng thanh khoản nó cũng dày lên. Thì đó là cái sức mạnh của người đi đầu. Nhưng mà nhân nhắc đến Jön Finance đi, thì mình có một thắc mắc là mình chắc là một trong số ít những người đu đỉnh Jön ở giá trên 80.000 đô. Và trong thời điểm hiện tại thì giá Jön cũng đã chia đôi từ đỉnh rồi. Vậy thì tại sao Jön nó lại chịu một cú sốc về giá như vậy? Là cái token của Native thôi, nếu mà đã xây dựng được một cái mô hình nó khá là ổn như vậy rồi, thì tại sao giá token lại chịu một cái sự điều chỉnh rất là mạnh như vậy? Mình nghĩ nó phụ thuộc vào cái hoạt động đi farm của họ thôi. Khi mà farm không còn được ra nhiều reward nữa, tức là anh em hình dung là những cái tài sản, những cái thanh khoản được Jön dùng để đi farm ở trên các cái platform khác á, thì các platform khác nó cũng đã dần bị bão hòa và nó không còn ra được cái mức lãi khủng như ngày xưa nữa. Thì bắt đầu cái performance trong các cái pool của Jön nó sẽ bắt đầu trùng xuống, thì từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái revenue. Nó sẽ không còn là hot như giai đoạn cách đây vài tháng hoặc thậm chí là cách đây một năm. Thì mình nghĩ nó cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến cái token của Jön, bởi vì một phần doanh thu của Jön sẽ được trích ra để buyback, tức là để mua lại những cái token Jön á. Thì nếu như mà doanh thu nó không ổn định, nó bị giảm, thì cái phần mua lại token nó sẽ bị hụt bớt. Khi mà hụt bớt như vậy thì cái lực mua nó sẽ không còn nhiều như xưa nữa, và phần nào cái revenue nó cũng phản ánh lên cái sức mạnh, cái sức khỏe của một dự án, thì người dùng maybe họ cũng thiếu tự tin và họ không mua thêm vào. Mình hiểu cái câu chuyện đấy rồi. Nhưng mà để mà nói về cái lãi kép của DeFi á, thì những người hoài nghi, những người mà từ thị trường tài chính truyền thống nhìn sang, người ta sẽ bảo là tại sao với ngân hàng nhé, lãi suất 10% một năm nó đã là một cái mức lãi suất rất là cao rồi, mà trong DeFi có những cái lãi suất mà khoảng độ bây giờ mà anh em đi farm ấy, lãi suất là cỡ 40-50%, nhiều khi anh em còn chê. Thì vậy thì sẽ có một câu hỏi là những dự án đấy lấy tiền ở đâu để mà có một cái mức lãi kép cao như vậy để trả cho người dùng? Thực sự ra thì mình nghĩ ngân hàng truyền thống thì họ sẽ có những cái rào cản, ví dụ như họ sẽ không có nhiều cái cơ hội để đi farm lãi cao như các cái sản phẩm DeFi, đúng không? Thì anh em thấy là các cái sản phẩm DeFi ra đời nó liên tục và nó tạo ra được những cái giải pháp giúp các cái dự án như Jön họ có thể, mình không nói là riêng cá nhân Jön nha, mình nói là toàn bộ các cái dự án liên quan đến aggregator hoặc là những cái new aggregator như vậy, thì họ sẽ có nhiều cơ hội để họ sử dụng cái thanh khoản và cái lượng total value lock, tức là những cái tài sản được khóa ở trên platform của họ để tận dụng, thì nó sẽ tạo ra được nhiều lãi hơn thôi. Thì maybe là mình nghĩ là do DeFi vẫn còn mới nổi á, cho nên là cái độ boom nó vẫn khá là mạnh, cho nên là cái mức lãi này nó sẽ không quá bất ngờ. Trong tương lai nếu như mà các cái mô hình pool này nó bị bão hòa thì mình nghĩ là cái mức lãi nó cũng sẽ từ đó nó sẽ nguội lại dần, và bản thân dự án họ cũng sẽ thay đổi cái mô hình của họ, sẽ không còn là những cái mô hình mà trao reward để người dùng đến cung cấp thanh khoản nữa. Mình nghĩ sẽ có những cái thay đổi như vậy và từ đó những cái lãi cao nó sẽ không còn, nó sẽ dịu lại, nó không còn là một cái giai đoạn nó quá biến động như đầu cái chu kỳ của DeFi nữa. Và Nguyên có nghĩ là những cái mức lãi suất APR, APY
cao như vậy là một cái phương tiện marketing cho dự án không? Tức là nếu mà anh có một cái dự án chạy mà kiểu lãi suất trả cho có 100-200% thì người ta không quan tâm, nhưng mà nếu mà anh đẩy lên cỡ 1000-2000% thì chắc chắn nó sẽ thu hút rất là nhiều người quan tâm đến, đúng không? Mình nghĩ là nó sẽ là một cái phương tiện marketing tốt ở giai đoạn đầu, tuy nhiên là càng về sau thì nó sẽ càng hại cho các cái pool này, bởi vì người ta farm ra xong rồi người ta bán cái reward và người ta exit luôn. Thì mình mới đọc được một cái thống kê đó là gần như là hơn một nửa những người mà tham gia farm các cái sản phẩm DeFi á, thì họ thoát cái vị thế của mình, tức là rời khỏi dự án trong khoảng 24 đến 48 giờ. Thì cái đó là một cái con số nó khá là kinh khủng, bởi vì nó quá nhanh đi. Nhưng mà anh em đi farm nhiều thì chắc cũng quá thuần thục với lại cái thao tác này rồi. Thì thì bác lại cái câu trả lời là cái lãi API nó cao quá thì nó có phải là một cái điều tốt hay không, thì mình nghĩ là nó tốt ở trong ngắn hạn, nhưng mà về dài hạn nó không hề tốt một chút nào. Các cái mô hình mà tạo được cái network effect, tạo được cái hiệu ứng để điều phối dòng tiền và giữ được cái dòng tiền á, thì theo mình nó mới là những cái dự án nó hiệu quả. Mình lấy ví dụ về network effect đi. Network effect là gì? Network effect là hiểu nôm na là những người đến sau sẽ tạo thêm giá trị cho mạng lưới, và họ bản thân những người đến sau họ vẫn sẽ hưởng được cái lợi ích đó. Ok, cái chỗ này mình nghĩ là mình sẽ bao lại một chút. Vậy thì nếu mà với những người không biết thì cái giải thích network effect, người đến sau tạo ra giá trị cho mạng lưới cho người đến trước, thì nó có phải kiểu một kiểu của Ponzi không, hay là nó có một cái khác biệt nào đó so với mô hình Ponzi mà mọi người thường nghĩ đến? Mình nghĩ là nó sẽ khác, bởi vì Ponzi là người đến sau sẽ tạo thêm giá trị cho cái người ở trên họ, và bản thân cái người đến sau họ không hưởng được nhiều giá trị tăng thêm, tức là cái mô hình Ponzi nó sẽ scale không thể tối đa được, trong khi với những cái mô hình DeFi hiện tại thì họ vẫn sẽ có cách để điều phối cái dòng tiền làm sao để nó anh em hình dung là nó sẽ phát triển theo hình xoắn ốc, thì bản thân cái người tham gia sau họ vẫn có cơ hội để họ hưởng được những cái value mà họ đã đóng góp vào. Cá nhân mình thấy thì nó sẽ không giống Ponzi đâu, bởi vì Ponzi thì nó sẽ theo cái mô hình xếp tầng, còn cái mô hình network effect tức là mọi người vào và sẽ hưởng được những cái giá trị như nhau. Một cái ví dụ về network effect mà khá là kinh điển đó là về Facebook, đúng không? Tức là cái người đến sau thì sẽ làm cho cái mạng lưới nó rộng ra và tạo thêm giá trị cho bất cứ người nào tham gia cái hệ thống của Facebook, bởi vì họ sẽ có được những cái tương tác, những cái chia sẻ nè, họ post một cái gì đó lên thì vẫn sẽ có người hưởng ứng. Thì nó sẽ là một cái ví dụ mà mình nghĩ là phù hợp hơn cho tính network effect thay vì là một cái mô hình nó theo tầng như kiểu Ponzi đó, thì nó vậy để cho anh em dễ hình dung hơn. Quay trở lại câu chuyện là network effect mang lại cái thực sự thay đổi gì cho những dự án DeFi, thì nếu mà anh em thấy là nếu mà so sánh một chút tượng hình thì có thể thấy là network effect và lãi kép nó khá tương đồng với nhau, tức là bản chất của lãi kép là nó sẽ là sự tích lũy, và càng tích lũy nhiều, càng tích lũy cái mật độ nó dài hơn thì cái mức độ tăng trưởng nó sẽ càng ngày càng lớn và nó rất là kinh khủng. Còn network effect cũng vậy, anh em thấy là người dùng á, khi mà họ đã trở thành fan hoặc là họ đã trở thành một cái người support của một cái cộng đồng, một cái dự án nào đó, thì họ gắn kết rất là kinh khủng, và thậm chí là họ có thể giới thiệu những cái người khác tham gia vào cái mạng lưới đó. Những dự án nào mà build được một cái văn hóa nó thực sự là hấp dẫn, hoặc là nó có một cái vision nó cụ thể rõ ràng, các cái DAO á, các tổ chức DAO mà nó thực sự nó có một cái tầm nhìn rõ ràng, thì cái tính effect này nó hoàn toàn là dễ hiểu thôi. Cái network effect này nó hoàn toàn là dễ hiểu và họ cứ thế mà họ build lên thôi. Mình có thể lấy một vài ví dụ nha. Thì hầu hết các cái dự án mà nó có tính network effect này á, nó là một cái dự án đi đầu trong một cái trend, một xu hướng nào đó. Ví dụ như Uniswap đi, thì họ là một dự án đi đầu trong mạng AMM.
họ build được một cái thanh khoản dày lên. Một cái buôn thanh khoản dày thì nó sẽ tạo điều kiện cho người dùng có thể swap được một cách nó với cái độ chuyển giá thấp hơn. Một cái sản phẩm tốt thì nhiều người swap hơn. Rồi khi mà nhiều người swap hơn thì cái phí nó sẽ được bỏ người vào buôn, và cái phí giao dịch đó nó sẽ thu hút thêm nhiều người cung cấp thanh khoản. Thì khi mà nhiều người cung cấp thanh khoản thì nó bắt ngược lại cái vấn đề là thanh khoản dày hơn và mọi người swap với cái lãi suất nó với cái độ chuyển giá nó thấp hơn. Thì đó là sức mạnh của những cái network effect, tức là mọi người đến và mọi người ở lại, tức là những người tham gia họ đến và họ ở lại, họ không rời đi, nên là họ mới có thể thu hút được thêm những cái người khác join vào và tích lũy dần và mạng lưới nó mở rộng ra. Còn như mình nói hồi nãy thì các cái mô hình mà farm mà mới đây á, thì người dùng rời đi sau 24 hoặc là 48 tiếng thì nó sẽ tất nhiên là nó sẽ không thể tạo ra được cái network effect và càng không thể tạo lên được cái sức mạnh của lão kép rồi. Đó thì nói về để cho anh em hình dung là làm sao để mình bắt được những cái dự án mà có được những cái lợi thế về network như vậy. Để tại vì những cái dự án mà có những cái lợi thế cạnh tranh về network như thế này á, thì họ sẽ có được cái rào cản rất là vững chắc để những dự án cạnh tranh họ không tấn công được cái sản phẩm của họ nha. Thì cái đó là một cái mà anh em có thể ghi chú lại và tìm hiểu những cái dự án, những cái dự án tiềm năng trong tương lai. Ví dụ như mình có thể kể ra là như hồi nãy là Yearn, một dự án đi đầu ở trong cái mạng aggregator, thì họ cứ tích lũy dần thôi. Rồi game thì Axie, những dự án đi đầu họ tích lũy được một cái lượng người dùng nhiều, thì tự động thì khi mà người chơi nhiều thì nó sẽ tạo ra được nhiều dòng tiền. Rồi hoặc là mới gần đây anh em có thể thấy là ENS đi. Thì ENS là một cái case về tên miền á. Anh em thấy trên Twitter mọi người hay để cái tên là ví dụ như coin68.eth chẳng hạn, hoặc là defidiscussion.eth. Thì khi mà càng nhiều người để cái tên miền đó thì nó sẽ càng khuyến khích người ta tham gia vào cái cộng đồng đó. Thì nó sẽ tạo ra một cái network effect và càng ngày nó càng thu hút nhiều người hơn, bởi vì người ta muốn trở thành một cái phần của cái cộng đồng đó, và khi mà người ta tham gia vào người ta cũng đóng góp được một cái giá trị gì đó cho những người trong cái cộng đồng đó. Thì yeah, cái đó là một cái insight mà anh em có thể nốt lại để theo dõi các cái dự án. Yeah. Cảm ơn Nguyên. Dạ, mình nghĩ là những cái chia sẻ vừa rồi nó khá là tech, nên là chắc em có thể phải kết hợp vừa nghe và có thể research thêm những khái niệm mà Nguyên đề cập đến trong bài. Thì ở trong cái phần nói chuyện thì chúng ta sẽ hiểu dễ hơn. Thì thực ra nói đến tài chính thì không thể nào mà mình luôn nói đến á. Tài chính đã là một câu chuyện rất là khó hiểu rồi, nhưng mà tài chính phi tập trung thì chúng ta lại càng phải có trách nhiệm hơn với kiến thức của mình nữa, thì mới có thể kiếm được lợi nhuận trong thị trường. Và nên nhắc đến chuyện mà kiếm được lợi nhuận trong thị trường thì chắc là sau khi mà nghe bọn mình nói dông nói dài, nói hết về khái niệm, nói về bản chất, nói về cái nền tảng của nó, thì chắc các bạn cũng thắc mắc là ok, lãi kép hay như vậy rồi thì tôi có thể làm gì để kiếm được tiền từ cái lãi kép như thế này. Thì Nguyên có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm mà gọi là da thịt trong trò chơi hay là skin in the game trong cái mảng này được không? Thực ra thì bọn mình cũng có một cái video nói rất là chi tiết về cái farming và trong DeFi rồi, nhưng mà mình nghĩ là từ đó đến giờ cũng là một khoảng thời gian khá lâu, và Nguyên sẽ có những cái thứ hay ho hơn để mà chia sẻ cho các bạn. Thực sự ra nói về cái việc đi farm á, thì dạo gần đây mình cũng ít đi farm lại, bởi vì cá nhân mình nhận định thì các cái mô hình farm hiện tại nó không bền vững, và nó buộc anh em phải chơi một cái game khá là ngắn, tức là farm xong bán reward và anh em exit. Thì cái đó hiện tại nó sẽ không phải là một cái cách chơi nó hữu ích, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà thị trường nó đang lấp lửng á. Thì bất cứ cái sự kiện gì diễn ra với Bitcoin thì nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến các cái dự án ở trong thị trường DeFi. Thì back lại cái câu chuyện là tận dụng lãi kép làm sao để win được, thì mình nghĩ đầu tiên là cái lãi kép á, nó chỉ thực sự hữu ích khi mà nó có được thời gian thôi, tức là thời gian đủ lâu để nó tích lũy thôi. Thì đầu tiên mình nghĩ là anh em nên có một cái list tiêu chí để chọn ra một cái dự án nó thực sự là long term và nó có những cái lợi thế cạnh tranh để nó đi trong dài hạn. Thì từ đó anh em mới có thể mua và anh em stake vào pool và giữ nó
và cho nó một cái thời gian đủ dài để có thể tích lũy, tăng cả cái lượng về token, tăng lượng token mình đang giữ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản thân của dự án họ cũng sẽ tích lũy được thêm người dùng, và khi mà có người dùng rồi á thì họ sẽ tích lũy thêm được cái điều vô cùng quan trọng là revenue. Thì yeah, cái đó là cái cách mình hiện tại đang triển khai thôi. Thì mình cố gắng tìm ra được những cái dự án nào nó có, như mình nói hồi nãy, nó có một cái network effect, một cái hạ tầng cực kỳ vững chắc là network, cái tính network, thì mình cứ mua và mình để đó, mình stake trong pool và để thời gian nó tích lũy thêm, và càng lâu thì cái hiệu ứng nó càng lớn. Thì mình nghĩ đó là một cái cách chơi phù hợp. Có một câu chuyện vừa nãy mình cũng có nghĩ đến nhưng mà mình chưa có đề cập đến, đó là cái lãi kép nghe hấp dẫn như vậy nhưng mà những cái rủi ro đi kèm với nó là gì? Tức là mình sẽ hiểu là lãi kép là lợi nhuận nhân lên nhưng mà cái rủi ro nó cũng sẽ nhân lên từng đấy phần đúng không? Yeah, thì mình nghĩ là maybe nó chỉ là rủi ro khi mà dự án nó có cái mức lãi suất quá cao và nó thu hút cái dòng tiền quá mạnh ở thời gian đầu, xong rồi người ta farm và người ta bán đi hết, thì cái đó nó sẽ khá là rủi ro cho những anh em nào mà tìm đến bởi cái lãi suất cao á. Thì như mình có đề cập hồi nãy, anh em có thể né được những cái case như thế này bằng cách là tìm hiểu dự án nó một cách kỹ lưỡng, dự án nó có cái điểm gì đặc biệt hay không, và nó có thực sự là đi được dài hạn hay không, để mình có thể in time mình stake vào, hoặc là mình farm và mình cung cấp thanh khoản gì đó. Thì mình nghĩ đó là một cái hướng đi khá là hay. Còn back về cái việc là dạo này gần đây thì mình thấy là khá nhiều cái mô hình nó đang thay đổi cái cách để farm thanh khoản ấy. Nó đang thay đổi cái mô hình để tận dụng thanh khoản ấy. Thì cái này anh em cần chú ý là hiểu sâu cái mô hình, họ tạo ra được cái doanh thu từ đâu, họ lấy cái lãi ở đâu để trả cho người dùng. Thì cái này cần phải để ý, tại vì đôi khi là họ trick hay sau đó họ có thể là họ dùng cái lãi suất cao để thu hút người dùng, nhưng mà bản chất thì mô hình nó không tạo ra được revenue, thì cái đó nó khá là nguy hiểm. Thực ra thì hiện tại á, cái như mình thấy á, thì khá là nhiều cách để dự án họ có thể tận dụng cái liquidity hiện tại. Mới gần đây thì mình thấy có nhiều cái case họ thậm chí là không dùng thanh khoản để đi farm đâu. Mình không dùng thanh khoản để đi farm xong rồi lấy reward ra để bán đâu, mà thậm chí họ dùng cái tài sản đó họ xử lý nói chung là họ mở những cái hợp đồng option, tức là những cái hợp đồng quyền chọn đó, thì nó sẽ tăng được cái lãi suất lên cao. Nhưng mà cái mô hình này thì nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Anh em có thể gặp thêm về những cái dự án ví dụ như Ripple Finance nè, hoặc là ở bên Solana thì mình thấy dạo gần đây mới có hai cái dự án mới lên mainnet luôn là Friction và Katana. Thì cái mô hình nó sẽ là anh em đép tiền vào trong cái vào đó, cái pool đó, và họ cầm tiền để họ đi triển khai một cái chiến lược, nói chung là hedging đối với cái pool đó. Thì họ sẽ tạo ra được những cái lãi nó cao hơn bình thường. Thì mình có thể lấy ví dụ đi, thì bình thường những cái đồng token như Ethereum hay là Solana hay là BTC gì đó, thì anh em ví dụ như bỏ trong những cái pool bình thường thì nó chỉ đâu đó tầm 2-3% thôi, tại bởi vì cái lãi ở trên những cái sản phẩm farming thì nó không còn cao nữa. Tuy nhiên là với cái mô hình là sử dụng thanh khoản để đi mở các cái hợp đồng quyền chọn á, thì lãi nó cũng sẽ tăng lên. Ví dụ như một vài cái case điển hình gần đây thì lãi cho những cái đồng crypto này nó có thể lên tới 30% lận. Thì mô hình này nó vẫn đang còn thử nghiệm và cái rủi ro nó vẫn sẽ còn tồn tại. Bản thân mình thì cũng đang nghiên cứu cái mô hình này thôi. Thì cũng là một cái rủi ro mà anh em có thể ghi chú lại và trả lời cho cái thắc mắc hồi nãy của Phong. Ok, cảm ơn Nguyên về những cái chia sẻ về lãi kép rất là insight nhưng mà cũng khá là khó hiểu. Ừ, mình phải công nhận là khá là khó hiểu, nên là có thể các bạn sẽ phải tìm hiểu thêm, research thêm và nghe lại cái podcast này khoảng độ 2-3 lần thì mới có thể nắm hết được. Và mình đã mở đầu cái podcast này bằng một câu chuyện và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc nó bằng một câu chuyện. Truyền thông thường có một cái câu chuyện kể là khi mà Jeff Bezos, một trong những người giàu nhất thế giới, nói chuyện với Warren Buffett về cái gọi là investment thesis, là cái công thức đầu tư của Warren Buffett, thì Jeff Bezos
hỏi là Warren à, phương pháp đầu tư của ông vô cùng đơn giản, nhưng mà tại sao lại không ai sao chép cái công thức của ông? Thì Warren Buffett chỉ bảo là tại vì không ai muốn làm giàu chậm cả. Thì các bạn có thể nguyên cụ đã biết câu chuyện này rồi. Và Warren Buffett thì là một trong những gọi là bậc thầy về đầu tư, và ông cũng nhắc rất nhiều đến sức mạnh của lãi kép. Và các bạn có thể gọi là tìm hiểu thêm về Warren Buffett để hiểu thêm về cái cách mà ông tận dụng lãi kép. Ok, cảm ơn các bạn đã nghe đến đây và đồng hành cùng mình trong cái số DeFi Discussion lần này. Và mình sẽ để cho Nguyên chào tạm biệt mọi người. Ok, thì cũng nhân tiện cái chủ đề lãi kép hôm nay thì cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã đồng hành cùng với podcast DeFi Discussion sau 25 số. Và mình vẫn tin là nếu như mà mình tiếp tục làm cái sản phẩm này thì cái giá trị và tích lũy nó sẽ tăng cực kỳ mạnh, giống như là cái hiệu ứng lãi kép nãy giờ mà bọn mình đã nói. Thì mình vẫn cũng hy vọng là anh em sẽ cùng đồng hành với podcast DeFi Discussion không những là trong tập 26, 27, thậm chí là xa hơn nữa. Và nếu như mà anh em thấy cái tập podcast tuần này nó thú vị và hấp dẫn thì cũng như thường lệ thôi, mong anh em để lại cho bọn mình một nút like cũng như là subscribe cho kênh YouTube của Coi Số 8. Thì không biết nói gì hơn, cảm ơn em rất nhiều đã nghe đến hết cái podcast lần này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.